Nè, hăng hái lên. Hồi hôm qua đã mưa lớn lắm á, chắc là hôm nay là nhiều cá lắm nè. Bởi vì á, mọi người hãy hăng hái lên nha. Xuống nha. Coi thử có chặn kỹ không nha, để một hồi mình tát ra, một hồi nước nó vô trong đống nữa. Dạ, có cá rồi hả? Có cần phải tát nữa không? Khỏi nha. Nghỉ luôn hả? Đâu? Đâu? Có thấy con cá con mắm gì đâu vậy? Wow, trời ơi. Cá trắng hả chị? Cá trắng. Ồ. Để cầm xíu, để cầm lấy cái gỗ. Ê, dục cái thùng lại, tát thôi. Trời ơi, chị là nghỉ tát luôn ha. Mình đi dài dài lên trên nó, trời em thấy trên nó lóc quá trời luôn kìa chị ba ơi. Trời ơi. Đúng, người ta đang chỗ đồng đồng á, nên mình cứ nhẹ nhàng thôi nha. Có không? Má ơi, nhìn trên kìa. Không được, cứ mò mới được. Bạn mệt ơi. Em nhớ, em cái tật của em nó xúc xúc mò mò nè. Trời ơi. Cảnh nó tốt không mà chạy chi sau lưng chi mò lại. Wow. Nè. Trứng con gì? Ở dưới mò lên đi. Từ từ. Nhưng mà đi sát sát rồi. Ồ. Chui trong nước chân không nè. Cái mò đúng cái giò đó chị. Ngon chưa? Cá hù phi đó nha mọi người. Cá hù phi mà nó xúc xung tưởng tượng như cá ép vậy á. Nó bả xúc vô xong cái sình nó dính nè, nhìn y như cá ép vậy. Ôi ôi, con này bự quá à. Ui. Chị ơi, nó dậy quá à. Chị đang sát trên trên. Cứu em. Cứu em. Ồ. Nhìn nè. Wow, có đâu phải bự vậy không. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nó gì? Trên đây nhóc hết trơn nè, nó chùi chùi trong đây nè. Ồ, chị ơi, em thấy rồi, em thấy rồi. Em thấy rồi, làm sao đây? Đây, sao đây? Em thấy rồi, nhưng mà em mất một con ở đó rồi, em mất ở đó rồi. Vô cảm ơi. Dạ. Sát lên trên đó, đi nó lóc trong cái chân của con á. Chị ba ơi. Nó là cá lóc khó bắt lắm luôn á. Ở trong đây một con nè. Ủa, đây con cá trắng nữa nè, ngon ơi, đây con cá trắng nữa nè. Ủa, con cá lóc khó bắt lắm luôn á. Đấy. Bắt được chưa? Trời, chị ba hay vậy. Chị ba ơi. Chị ba. Chị ba ơi. Ở đây có một con này nè chị ba. Em mới chặn ở trên đây nhưng mà nước chắc này nó cũng đang chui xuống từ từ á. Ui, em bắt được rồi chị ba ơi. Ui, bình tĩnh. Em phải bóp đầu nó, em phải bóp đầu nó. Dạ được. Đây nè. Ê, cái gỗ rồi, cái gỗ rồi. Bỏ vô. Chị ba, con cá gì bự vậy chị ba? Con cá gì nè? Bỏ vô. Wow. To đùng luôn á. Quá. Ở đây còn nữa nè chị ba ơi. Dẫn. Cho em cái gỗ đi. Cho em cái gỗ đi. Chị ba ơi, vẫn còn. Ôi. Được không? Cái gỗ. Ôi, đừng đi nữa mà. Cái gì vậy? Mọi người lấy đây nhanh lên. Trời ơi, tập lụng rồi đó. Lại đây. Đưa rổ. Không, cái kia kìa, lại đây. Cái kia là cái gì? Không được. Các bạn ơi, bây giờ có một con cá nhưng mà nó lóc lên trên cái cây lúa của người ta rồi. Nếu mà mình bắt cái này á, một là lúa nó sập hết, còn hai là mình tôi mãn. Bây giờ mình làm sao? Nhẹ. Con nắm bắt hay không? Nhẹ. Để em lên như nó cho. Nhưng mà đâu rồi. Chỗ kìa. Chết rồi. Bây giờ bước luôn lên trên đi. Chị ba mỏi đó nha. Sao giờ? Sao mà nhảy cao dữ thằng vậy ta trời. Đâu rồi bả lóc trên đó dữ vậy trời. Trời. Chắc bành lúa người ta hết luôn á. Nè. Em bắt con cá mà sao chị ba mò cái giò em? Chị đang mò trúng con cá mà. Trời, cái giò chúng nó đang quẩy nè. Dính rồi. Yeah. Ở đó có con gì á? Có con nè.
cá rô hả? Bà cứ mò cái giòm thùng thôi, cái thùng đó rồi chị. Nè em không hết luôn. Trời ơi. Cái chỗ này nè em chặn lại rồi, nhưng mà dài dài trên đây á thì nước rất là nhiều, không thể nào mà mò được hết trơn á. Không được, nó sâu lắm, nước sâu lắm, mò nó cũng chuột lên đằng kia, trừ khi phải chặn đi tát tiếp á, đi lại vòng vòng lên đằng kia nữa đi. Trời ơi, trúng mánh này mọi người ơi, bội thu rồi. Mò xuống. Trời ơi, em thấy cá nó còn chạy kìa. Từ từ nha. Bây giờ á là đi mò theo dấu chân của chị Ba nó mới cực. Đúng rồi. Chị sát bên lên trên luôn á. Ôi, trong những cái chỗ cái mương này quá trời là cá lóc luôn á chị ơi. Cái mặt em của người chị Ba ơi. Dạ. Rồi đi này là tôi chỉ mò được cái đó của bà thôi, chứ tôi không mò được cái gì luôn, hiểu không? Đó là cái gì? Cái chảo. Cái chảo. Ồ, quá trời luôn. Thấy ham quá à. Thường á mà mưa lớn sau á, cái cá nó lóc ở trên ruộng rất là nhiều luôn. Chị Ba xúc cái gì vậy? Xúc cá. Cho nó còn sát không? Hồi nãy em bắt được cá rô phi bự to kinh khủng luôn á. Chị Ba ủi giống bà này kìa. Ủi là dễ nhất luôn. Cái mò tay khó mắc lắm. Đúng rồi. Được không? Được không? Để em xuống cho. Được không? Được không? Có cần phải tát thêm không? Cần tát nó thêm không? Cho nó bớt bớt nước. Ẩm ba la con cá xuất hiện. Chết rồi. Gì vậy? Nè, cầm coi, đánh đập cái đập lại coi. Rồi, nước nó vô bể đập rồi. Nước vô rồi hả? Hàng chi ở đây nước quá trời luôn nè. Chị đang mò dưới chân kim. Chị mò đi. Giờ là mò kim đáy bể khó hơn lúc nãy, rất nhiều hơn. Được. Ê, nhiều không chị? Xúc cái gỗ vô đây chứ. Vậy đây phùng. Không có. Có không? Rồi đi em coi coi. Thôi, các bạn ơi, nãy giờ tuy mà một phút ngắn ngủi thôi nhưng mà cũng được nhiều nha. Còn cá chê to đùng luôn nè, với lại cá lóc, rồi cá gô nữa, với lại cá gô phi. Thì mình sẽ bỏ lên trên đây nha, nãy giờ là cũng nhiều, không có ít đâu. Quá dữ. Được không? Yeah. Đập lại rồi. Nhưng mà không biết còn cá không? Còn. Tát nước thêm không? Sao phải tát ra? Tát thêm nước nữa không? Để mò tiếp. Ôi da, nước nhiều quá à. Nè. Cắm trên đó đi. Một phút lên là bờ đê đã bị vỡ. Trời ơi, bây giờ đắp cao hơn hồi nãy luôn rồi đó. Ngăn mò từ từ có không nha. Mệt quá chị Ba ơi. Chị cũng mệt. Được không Ngăn ơi? Không biết. Có không? Nhưng mà tôi thấy hơi như đây được rồi. Được chưa? Được rồi, đừng mò nữa. Tha cho nó đi, nhiêu được rồi. Chê nè, lóc nè, rồi cá mì dinh nè, cá rô nè, cũng nhiều lắm á, đâu có ít đâu chị. Ý, được con cá chê to đùng luôn. Nó cũng như con heo luôn á, hồi nãy nó đi dính ở trên đó, nó lóc từ trên ruộng xuống á. Cá lóc à, hả? Con cá chê này nè. Dạ, còn con cá lóc thì nó dính ở trên lúa đó, chị thấy không? Nó còn mạnh lắm nha, đừng ai đụng tới nó, đừng ai đụng tới nó. Cá chê đâm là nhất luôn đó. Dạ đúng rồi. À, thôi bây giờ mình về đi chơi, tại cô trời cũng chiều rồi Ngân ơi. Đi. Nhiêu đây được rồi. Thôi. Lâu lâu ra ruộng bữa là trúng mánh à. Đi. Nhiều không? Nhiều. Quá trời. Ôi, luôn á. 1, 2, 3 con cá lóc luôn. Ừ. Thôi mình đi. Cá bụi mệt rồi. Đi thôi. Đi chị Ba. Về thôi. Về thôi. Chiều nay mình có bữa cơm chiều bội thu. Bội thu. Đây các bạn ơi, đây là số cá mà mấy chị em mình mới vừa làm xong nè. Có được một con cá chê bự cho bá luôn, mình gì đâu luôn á. Được 3 con cá lóc. 1 con cá chê, 2 con cá rô phi. Với lại 3 con cá rô phi và 3 con cá mì dinh cùng với lại 1 con cá rô. Đó, phân biệt ra rõ ràng luôn nha.
Mới vừa mặn xong rồi. Giờ rửa lại thôi à. Để nó rửa cho đi rồi. Nhiệt mặn cá máu của mình. Cho mình nhiệt coi được. Cái này thôi. Còn con cá chê á là đợi trụng nước sôi. Nay mình làm cái gì mà thấy có bầu có vô leo như vậy mọi người. Chị Ba kìa, chị Ba mua trái bầu đó, chị Ba nói đi. Nấu canh cá lóc. À, chị Ba rất là thích cái món mà cá lóc có canh bầu các bạn. Lần nào chị Ba cũng nấu chứ. Đợt trước chị Ba cũng nấu nữa. Ngon mà. Ngon. Vậy rồi. Tại vì nó ngọt á chị. Đang bầu mới. Bầu mới hái luôn á cưng. Mới hái luôn. Còn cái giống như cái gai vậy nè. Còn mấy con cá lóc này công nhận nó mạnh thì cũng có trời nãy bắt lét rồi. Hồi nãy bắt nó cắm đầu theo mấy mẻ luôn á. Em sợ bị vô á. Em không dám bắt nó nữa. Trời, có con cá mà lúc nó nằm trên hồi nãy chị bắt nó chơi chị ra không dám luôn á. Nó sợ nó đâm cái dũng gỗ nó cũng sợ nó đâm phải không. Hèn chi chị Ba lấy gỗ xúc. Lấy cái gỗ chị xúc. Mà cũng hơi là xúc trúng á chứ nó chùi là hơi rồi luôn. Xong phim. Kiểu cái mà kiếm lương á. Ở đó mà có con lương á. Được rồi, chị Ba không biết sao thôi, thả nó đi. Giật theo luôn. Rồi coi chị Ba nhột theo. Rồi ba là tao nói là cái đám lúa là thôi gọi luôn rồi đó. Cá nó ngon rồi các bạn. Ngon quá đi. Rồi cá tươi xanh rồi đó. Lâu rồi không đi tắt cá. Cầm đúng nước việc trời mưa đi qua. Nay ăn xong rồi về hết bệnh luôn nha. Dễ cá bệnh ăn cái canh bầu dễ cá. Đây là cái thịt cá vừa xé rồi nè các bạn. Nhìn cái cho vô trong canh luôn nha. Ngon quá. Nay còn ba bà cô già ở nhà ăn cơm nữa. Ba bà cô già. Nhà này mấy đứa học nhiều. Ngon quá. Mấy chị em mình nấu cơm xong rồi các bạn ơi. Hôm nay có cá lóc nấu canh bầu với lại cá chê nè. Rồi thêm một ít cá rô phi chiên nữa. Xin mời tất cả cô chú, anh chị, các bạn cùng thưởng thức nha. Ăn cơm thôi. Rồi, mời cả nhà. Mời mọi người ăn cơm. Ăn trước đi. Chị Ba chan canh đi chị Ba. Chị Ba không chan canh đâu. Chị Ba không ăn canh. Vậy là chị Ba chờ vô leo. Canh sao? Hấp canh sao hả? Em chan canh cho nó đỡ khô. Nay nhà có 3 người. Ngọt quá. Nhà có 3 người. Nóng quá à. Ôi chị Ba, em không biết phải ăn bắt đầu từ đâu rồi chị Ba. Nó thành cái núi rồi. Đứng giờ là phải ăn cơm chứ. Tại chan canh cho nó đỡ khô. Cá lóc đồng ngon quá. Nóng quá. Nóng. Không nhịn được. Lừa thôi. Mọi người ăn cá rô phi đi. Nãy có để miếng bột vô nó không? Muối có, nữa. Chút xíu xìu. Cho nó đừng bị dằn. Lúc mà ướp cá chứ không có để đi đâu. Ba cá này là mấy cá này muối. Cá này chiên tươi. Ôi này tươi nè. Ừ. Ngon quá. Vừa ăn không? Vừa ăn. Vừa khỏi cần phải chấm. Mà chỉ phải thích chấm nước mắm à. Cho nó đậm đà lên. Rất hay.
Nóng quá. Nóng nhẹ mới ngon. Tội nghiệp nhỏ. Bà bế mới ngọt ghê luôn. Chấm miếng nấm nha. Bầu này mới hái. Mà bữa nay tính nhà ba mình cũng hên. Có ăn không? Lâu rồi không được tát cá. Nay tát lại nhiều ghê. Lâu lắm rồi chị. Như hôm qua mưa đó. Động lại. Hình như cũng lâu lắm rồi hả chị? Lâu rồi. Đợt đó mình đi tát với chị An nữa. Giữa một cái rừng tràn mưa bão. Chị bảo bao giờ có chén mình xuống rồi. Được. Đúng rồi. Đợt trước mình đi cũng mưa. Nhớ hồi trước đang tát mà mưa luôn á. Mưa luôn á. Ngày này cũng mưa. Ngon quá. Cái muối mì dinh. Chấm nước mắm. Ngô phi. Ngô phi lóc gì tới chẳng. Ngát miệng chết vậy. Theo được vậy luôn. Vậy ba ăn cái mì dinh kìa. Không, giòn đỡ xương. Cái gì vậy? Xương. Xương dính răng. Vậy chứ mấy con đó nó ăn ngon á. Ngon. Nó thơm. Cá nhỏ tí nữa cái mình ăn nguyên xương luôn. Chết rồi, nó vàng quá, cái nó bị dính thịt rồi. Giòn. Chiên nhìn vàng nhìn nó mới ngon nè. Canh lửa chị. Liu ghiêu ngồi chiên lâu. Mọi người thử cái chê đi mọi người. Cái chê này chị ba bắt này nha. Ăn thử coi nó ra sao. Nó có cái mùi gì của chị ba chấm không. Thôi có mùi có chứ thôi là mùi chị ba. Giòn. Mùi mạnh mẽ chứ chị ba. Rồi chị ba cho em ăn cơm chị ba. Chị ăn thử này đi, ăn thử đi. Giòn phải không? Em thường chiên cái chê em thích cái khứa, khứa ngang á. Dễ à. Nó sẽ giòn. Dạ, Chứ nó vàng đều á. Thử đi mọi người. Ôi nè. Nó giòn. Ngon á. Giòn quá. Nóng quá. Gộp gộp luôn ha. Cái chê đồng mà ăn là không hề tanh luôn á. Cái chê nuôi ăn là, làm ăn không nổi luôn. Cái nào không vậy? Làm kỹ mới được. Nhờ ơi, có chụm nước sôi nó hết nhát rồi. Chị em mà gặp cái này nó chiên nó bụng lắm nó tanh. Nên chị ăn chặt rồi. Mai mới giờ được. Mai mới giờ được. Cái này bự quá vậy. Mà chưa biết nữa, chắc 8-9 giờ quá. Thịt cá lóc nó ngọt. Thơm ha. Nãy giờ ba ướp nó thơm. Thử miếng cá chê. Ngon á. Giòn khấu luôn. Này ngăn canh chiên dữ lắm nè con. Không dám bỏ đi luôn. Nó vàng đều nè. Sao chị ba? Thơm không? Thơm, giòn. Giòn, chấm đi nước mắm. Cay cay ha. Các bạn ơi, thì hôm nay ba chị em tụi mình á, sau một lúc đi tát hương thì bội thu luôn về được rất là nhiều cá để mà làm món ăn rất là ngon. Nếu mà cô chú, anh chị, bạn thích á, thì nhớ like và cái kênh để ủng hộ nha. Bye bye. Xin chào.